Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay mình lại quay trở lại làm video và hôm nay có một số mẫu máy mới muốn review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Thì đa phần đó là những chiếc máy dòng S và dòng Lốt, thì đều là những dòng máy flagship, dòng máy cao cấp. Thì đầu tiên của video ngày hôm nay thì bên mình sẽ nói đến đó là một chiếc Samsung Galaxy Lốt 9 máy màu tím khoai môn. Lâu lắm rồi bên mình lại có mẫu Samsung Galaxy Lốt 9 này. Đấy, hàng này thì của bên mình nó thuộc diện là hàng zin đẹp rồi, hàng nguyên ở bên Hàn về. Đấy, đây vỏ viếc của nó thì nói chung là đẹp 98-99% luôn các bạn nhé. Màn hình không xước, không ám, không ổ, không lưu hình, màn trắng sáng, không ám, không ổ, không lưu hình luôn. Con này thì đã 2 sim 2 sóng bản Hàn Quốc các bạn nhé, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, và giá bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 4.600.000 các bạn nhé. Giá chỉ có 4.600.000 cho một cây Samsung Galaxy Note 9. Đấy, bút thì điều khiển từ xa. Đấy, chụp ảnh đây các bạn nhìn này. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Rất là nhiều chức năng, nói chung đây là cái dòng flagship rồi nên các bạn có thể là yên tâm. Đấy, tạch phát rồi đấy các bạn này. Đấy, nhìn này. Đấy, rất ok. Nói chung từ dòng Note 9 đổ lên là nó có cây bút thì mình nghĩ là nó rất là tiện lợi cho các bạn. Thứ hai, con chip xử lý của nó cũng là chip cao, màn hình của nó cũng là màn hình đẹp, độ phân giải nói chung là các bạn không còn gì để chê. Màn hình của nó lên đến 6,4 inch và quả pin của nó lên đến 4000, thì mình nghĩ đây là một con flagship đến bây giờ, là dòng giá rẻ ngang với cả dòng A luôn, giá chỉ có 4.600.000. Tặng các bạn một ốp lưng này, một bộ cáp sạc này và một miếng dán màn hình kèm theo cái tai nghe nữa, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Đấy, cây số 2 sẽ nói đến đó là một cây Samsung dòng A, nhưng cây này là hàng sách tay bản Hàn Quốc, máy 1 sim 1 sóng. Đây là con Samsung A9 Pro bản Hàn Quốc 1 sim 1 sóng các bạn nhé, có vân tay và nhận diện khuôn mặt. Camera có điểm nhấn này, camera giữa vòng vàng rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Đây, còn đây là cái trang điểm của chủ cũ các bạn nhé. Chắc là máy của con gái dùng, nhìn rất là đẹp này. Đấy, hình mặt người này, trái tim này, nặng mạng chưa các bạn, máy màu vàng nhé, không biết đây là vàng thật hay vàng giả, nhưng mà cứ bán tù mù cho các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ của nó cũng 128GB và màn hình của nó là 6,3 inch. Các bạn nhìn này, màn hình quét nỗ rất đẹp các bạn nhé. Đó, để mà nói về cái cấu hình RAM 6, bộ nhớ 128GB này mà mức giá của nó thì mình nghĩ nó là vô địch luôn các bạn nhé, vô địch luôn. Với mức giá của nó chỉ có 2.500.000 thôi các bạn nhé, 2.500.000 thôi, các bạn nghe không nhầm đâu. Đấy, giá rất là rẻ mạt rồi. Đấy, hàng sách tay trực tiếp nguyên cây từ bên Hàn về nên các bạn yên tâm 100% về chất lượng. Và ngoài cái yên tâm này ra, bên mình vẫn bảo hành cho bạn chuẩn chỉ 3 tháng nữa 1 đổi 1. Đấy, ok, khi nỗi là đổi luôn, không có quay. Máy này thì bên mình sẽ tặng các bạn một miếng dán cường lực cộng với cả một bộ sạc tai si sạc nhanh 18W các bạn nhé. Đầy đủ chức năng, 2.500.000. Và một con máy nữa đó chính là con LG. Đây là con LG Q92 5G máy 1 sim 1 sóng. Pin của nó là 4000, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó cũng 128GB. Nó chạy con chip Snapdragon 765G. Con này thì nó có rất là tiết kiệm pin, rất là mượt, rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, máy 1 sim 1 sóng Q92 5G là dòng LG. Đấy, Q92 có hỗ trợ sóng 5G nhé. Màn hình to của nó lên đến 6,6 inch. Màn hình quét nỗ LG. Camera sau của nó lên đến 48 megapixel, 4 camera này, 1, 2, 3, 4 này, một đèn flash này. Đấy, máy rất đẹp. Về con này thì ngoại hình của nó là một con máy hàng zin đẹp luôn các bạn nhé, hàng zin đẹp, zin đẹp. Giá bên mình đang bán ra cho các bạn giá là 3.000.000, tặng kèm các bạn một kính cường lực, một bộ sạc nhanh và một tai nghe AKG. Đấy, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1, giá chỉ 3.000.000 thôi các bạn nhé. 3.000.000 chip Snap và RAM 6 bộ nhớ 128. Các bạn nên tham khảo con đấy. Khác đi một tí nữa, đây là dòng iPhone. iPhone máy màu đỏ. Đấy, màu đỏ chứng tỏ là còn ngon đấy các bạn. Đấy,
rất đẹp. Con này thì ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, pin thay các bạn nhá. Bọn này nó là hàng pin thay rồi. iPhone 8 thì đến chắc chắn là cái thời điểm bây giờ nó sẽ phải là hàng pin thay 100%. Bộ nhớ của nó là 64GB, đây là bản quốc tế Mỹ. 64GB quốc tế Mỹ. Ngoại hình của nó thì hàng zin đẹp 97-98%. Có xước phe phẩy lông mèo các bạn nhá. Nhưng mà những màu đỏ nhìn rất là khó nhìn. Đấy, còn viền của nó thì đẹp, kính của nó cũng đẹp luôn. Bên mình đang bán ra cho các bạn giá chỉ có 3.600.000 thôi các bạn nhé. 3.600.000. Hàng rất đẹp. Tặng các bạn một kính cường lực, một ốp lưng và một bộ sạc, cũng bảo hành 3 tháng nữa, một đổi một. Và bây giờ sẽ nói đến đó những chiếc máy hàng cao cấp. Lâu lắm rồi, hôm nay thì bên mình lại có một ít, đó là S20 Ultra bản Hàn các bạn nhé. Bản Hàn này thì nó là một sim một sóng, có sóng 5G. Đấy, thứ hai nữa đó là nó sử dụng, nó được trang bị con chip Snapdragon 865. Đấy. Thứ ba là cái màn hình Dynamic 2K cộng của nó. Đấy. S20 Ultra các bạn nhé. S20 Ultra 5G. Đấy. Hàng Hàn Quốc một sim một sóng. Thì hàng hôm nay bên mình về được là hàng phẩy, hàng zin. Nhưng mà nó là zin phẩy. Đấy. Những con máy thì có cấn xước hoặc là phe phẩy lông mèo nó cũng có. Đấy, thì bên mình sẽ vào review cho các bạn từng cây một. Nhưng mình cam kết 100% nó là zin nguyên bản từ bên Hàn về các bạn nhé. Zin nguyên bản luôn. Với cây đầu tiên, với ngoại hình của nó thì đây là một cây máy khá là đẹp. Lưng đẹp này. Đây nó xước nhẹ một tí xíu này. Ở trên đầu này cũng xước nhẹ một tí xíu như các bạn nhé. Đây nó xước nhẹ thôi. Con này nó rơi vào tầm khoảng 95-97%. Camera đèn nhánh luôn các bạn nha, không có chuyện thay cam hay bay phấn đâu các bạn. Màn hình của nó thì trắng sáng, không ám, không hố, không lưu hình gì luôn. Đây các bạn, áp suất, ui dồi, áp suất căng đét luôn, nhảy tưng tưng luôn các bạn ơi. Đấy, đầy đủ chức năng. Con này của bên mình thì nó là tất cả cấu hình chung nhá. Cấu hình chung của cái bọn S20 Ultra này là RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, chạy chip Snapdragon 865. Đấy, rất là khỏe mạnh. S20 Ultra 5G bản Hàn, một sim một sóng các bạn nhé. Bọn này không lên được hai sim hai sóng đâu, nó chỉ có một sim một sóng thôi. Và như con máy hàng đẹp tầm 95-97% này, đấy, thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 7.400.000 các bạn nhé. Giá chỉ có 7.400.000 thôi. Đấy, siêu đẹp, siêu rẻ cho các bạn. Tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một miếng dán màn hình. Sạc này tặng sạc 18W nhé. Về hàng phẩy này lãi rất là ít, bên mình bán chủ yếu để thu hồi vốn. Đấy, cho nên là bên mình tặng sạc 18W. Còn bạn nào muốn lấy sạc 25W xịn hàng zin công ty thì thêm 100.000 các bạn nhé. Ví dụ như con này đang 7.4 triệu thì nên 7.5 triệu là các bạn được sạc 25W, sạc siêu nhanh. Đấy, máy bán ra vẫn bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 và cam kết zin nguyên bản nhà sản xuất. Đây là bên mình sẽ ghi cái số 1. 7.400.000. Đấy. Cây số 2 sẽ là một đây màu máy màu xám nhé. Cây số 2 sẽ là một cây máy màu đen. Đấy. Ồ, đen lưng đẹp. Mặt cũng đẹp, nói chung là phải phẩy tí nhẹ lông mèo không sao. Viền này. Đấy, viền cũng đẹp luôn các bạn nhá. Ô, con này viền đẹp luôn này. Đấy, con này viền đẹp luôn. Nó chỉ hơi xước xước gọi là mũi đốt thôi. Đấy, xước kiểu mũi đốt thôi. Rất là đẹp, con này thấy là đẹp hơn con số 1 mà là máy màu đen. Màn hình thì trắng sáng rồi, chắc chắn rồi. Áp yếc vẫn còn đầy đủ các bạn nhá. Cùng cấu hình. Cây số 2 bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 7.500.000. Nói chung đây là 1.9 1.10 các bạn nhé. Hai cây số 1 số 2 này nó không chênh nhau quá nhiều. Cây số 3. Đấy, cây số 3 sẽ là một cây hàng zin đẹp luôn. Đấy, cây số 3 sẽ là một cây hàng zin đẹp. Đấy, mặt trước thì có hơi xước nhẹ lông mèo, nhưng mà dán cái miếng dán PPF là hết. Ui, con này còn siêu viền luôn các bạn. Còn siêu viền này. Đấy, còn siêu viền nhá. Ui, con này đẹp luôn.
Đó, ủa, con này gần như là hàng A luôn các bạn ơi. Đó, màn hình đẹp không ám, không ngủ, không lưu hình gì luôn này. Áp suất thì còn căng đét luôn. Đó, như con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 7.700.000 các bạn nhé. 7.700.000. Đấy. Cây này là cây số 3, giá 7.700.000. Tiếp theo cây số 4. Đấy, một cây số 4. Cây này ngoại hình của nó mặt lưng đẹp. Viền của nó xước, viền xước phẩy nhá. Con này đẹp tầm trên 90%. Đây, xước phẩy này. Đấy, xước phẩy này. Đấy, thấy chưa? Đấy, nói chung là không có vết cần móp nhá. Chỉ có vết gọi là đây là dùng ốp không chịu lau này các bạn này. Đây các bạn này, dùng ốp không chịu lau thì là nó chóc sơn là chuyện bình thường nhé. Đấy. Deco này, cái deco của tức là cái kính cam. Đấy, nứt một đường nhẹ này. Đấy, nứt đường nhẹ này. Đấy. Deco kính cam nứt nhẹ. Đây, con này màn đẹp tuyệt vời không mặt trời nhá. Mình thử xem là nếu hàng lứt như thế thì áp suất nó còn không nhá. Đấy, áp suất vẫn còn này các bạn. Đấy, đi mưa đi gió thoải mái luôn. Đấy, nó đây lứt rất nhẹ nhé, sờ không bao giờ sợ đứt tay và cũng không có gợn luôn các bạn nhé. Đấy, tặng các bạn cái ốp vào thì các bạn nói chung các bạn vết phe phẩy này ốp vào cái thì thành đẹp luôn. Quan trọng nhất cái màn hình của nó vẫn trắng sáng, không ám, không ngủ, không lưu hình. Và mình cam kết với các bạn nó là màn zin không phích ám các bạn nhé. Zin không phích ám. Con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 7.300.000. Đấy, một con máy này thì bên mình đang bán cho các bạn. À không, nhầm giá. Con này thì sẽ bán cho các bạn với giá là 7 triệu thôi các bạn nhé. 7 triệu. Đó, giá ngang bằng hàng xấu luôn. Kính xấu, vỏ xấu nhá. Đấy, ngang như thế luôn, nhưng mà hàng này các bạn về dùng vô tư thoải mái. Cây số 4 này giá là 7 triệu này các bạn này. Đấy, số 4 giá 7 triệu. Đấy, 7 triệu như này thì mình nghĩ là không biết các bạn mua lốt 10 Plus nữa để làm gì phải không ạ? Nhưng mà giá hơn 7 triệu như thế này thì thực ra thì lốt 10 Plus nó có một cái hay của lốt 10 Plus. RAM ROM không hề yếu hơn, chỉ có chip yếu hơn, nhưng mà nó lại được cái đó là hai SIM hai sóng. Hai SIM hai sóng. Còn bọn này thì nó lại không có hai SIM hai sóng, chỉ có một SIM một sóng thôi. Nói chung cái mức giá này thì mình nghĩ các bạn là bỏ cái số tiền này ra thì mua được cái máy hàng xấu rồi. Nhưng đây nó là hàng phẩy nhá. Dùng hàng phẩy trên 90%, các bạn dùng quá tốt luôn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn các bạn nhé. Cam kết cứ zin nguyên bản là được. Đấy. 7 triệu. Cây số 5. Đấy, số 5 lưng đẹp này. Lưng đẹp này. Viền của nó xước này. À, viền cấn nhẹ này. Đấy, viền cấn nhẹ luôn nhá. Này, viền cấn nhẹ này. Đây, viền xước nhẹ này. À, cấn nhẹ nhá. Đấy, cấn. Ở chung viền xấu đi, nhưng được cái màn hình đẹp. Con này màn không xước, màn trắng sáng luôn. Lưng đẹp, có mỗi viền phẩy thôi. Đấy, cũng một SIM một sóng. Cây số 5 này bên mình đang bán cho các bạn giá cũng 7 triệu luôn các bạn nhá. Thanh lý cho bạn giá 7 triệu thôi. Đấy, giá chỉ 7 triệu thôi. Mà bọn này là zoom 100x các bạn nhé. Zoom 100x thì nói chung là không còn gì để chê ở con S20 Ultra này. Đấy, cam quá lét luôn. Và bây giờ thử zoom cho các bạn. Úi, đây mình chỉ có zoom 2x thôi. Đây các bạn này. Úi, thấy chưa, đẹp chưa? Nói chung là zoom, con này zoom thì quá đẹp rồi. Zoom 100x thì camera của nó quá tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, xứng đáng để cho các bạn trải nghiệm. Có thể mức giá trên 8 triệu thì các bạn lăn tăn, nhưng mình nghĩ trên 7 triệu thì các bạn dùng để trải nghiệm quá tốt luôn các bạn nhé. Dòng flagship cày game thì các bạn thôi rồi luôn, quá mượt. Bộ này viên pin nó khỏe, pin 5000 khỏe luôn các bạn nhé. Đấy. Vừa to vừa khỏe, vừa chip snap, quá khủng long luôn. Đấy, con số 5 này giá 5 triệu. À quên, con số 5 giá 7 triệu. Mình xin lỗi các bạn. Giá 7 triệu. Tiếp theo là hôm nay bên mình có một ít S10 5G.
thì hôm nay bên mình có được là 3 chiếc S15G, hàng Hàn Quốc, máy zin đẹp. Đấy, hàng Hàn, máy zin đẹp. Thì nó vẫn có phe phẩy lông mèo ở cả cạnh sườn này. Thì các bạn nhìn kỹ thì vẫn có phe phẩy lông mèo, nhưng mà bây giờ S15G như hàng mà có phe phẩy lông mèo thì người ta sẽ coi là hàng A. Đấy, bởi vì nó là những chiếc máy cũng đã là 35 tuổi rồi. 35 tuổi rồi cho nên là nó sẽ là xước phe phẩy nhẹ, thì cứ coi đó là hàng A các bạn nhé, chứ nó không được len ken xà beng nữa. Đấy. Đây. Đấy, để về nói về mặt lưng của nó thì là hàng đẹp luôn này. Viền của nó này cũng thuộc diện hàng đẹp 9899 luôn đấy. Thi thoảng gọi là xước vết, thi thoảng xước vết thôi. Đấy. Nói chung xước cái kiểu đây, mình sẽ để như này để các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Đấy, như kiểu mũi đốt thì thôi. Đây này. Đấy, xước rất nhẹ kiểu như móng tay cùa vào thôi. Đấy. S15G, cái dòng này thì để mà nói thì về cái cấu hình và cái ngoại hình của nó thì cũng chả ai chê được. Máy to, pin khỏe, pin con này thì lên đến 4500 mAh, dòng flagship của năm 2020 mà đến 4500, pin là quá tốt. Thứ hai, ui áp suất vẫn còn. Đấy. Màn hình của nó là 6.8 inch. Đấy, màn to sống khỏe. Đấy. Máy thì một sim một sóng các bạn nhé, bọn này không lên được hai sim hai sóng đâu. Đây là S15G, RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB, có hỗ trợ sóng 5G, máy một sim một sóng. Đấy. Đây là con máy màu vàng cát, máy màu vàng cát, ngoại hình zin đẹp 9899%. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5.700.000. Đấy, 5.700.000. Đấy. Cái số 1. Giá 5.700.000. Đấy. Cái số 2. Màu đa sắc. Đấy, màu đa sắc này. Hôm nay toàn máy sáng màu thôi. Đấy, đa sắc đẹp luôn nha các bạn nhá. Đấy, đẹp cũng đẹp 98.99%. Màn trắng sáng không ám không ố không lưu hình các bạn nhé. Con này cũng RAM 8GB bộ nhớ 256GB. Bọn RAM 8 bộ nhớ 256 thì các bạn chạy đa nhiễm cực kỳ sướng luôn các bạn nhé. Con số 2, màu đa sắc bên mình đang bán cũng 5.700.000. 5.700.000. Tiếp theo cây số 3. Đấy, cũng S15G. Đấy, màu đa sắc. Đây, lưng là đây, các cái bên mình về khi mua về là nó sẽ có các cái giấy nó dán ấy, thì để mà vệ sinh sạch, tí thoảng lau mà nó vương cái keo và cái kẽ thì các bạn thông cảm nhé. Màu đa sắc đẹp luôn. Đấy, đẹp luôn. Chung hàng hôm nay toàn hàng tuyển thôi các bạn yên tâm. Đấy, vẫn còn nguyên chữ Hàn này. Đấy, còn nguyên chữ Hàn luôn. Đây để mà đấy, đấy, để sang tiếng Việt thì nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ dòng máy thông minh rồi, tất cả các máy smartphone bây giờ nó đều là đa ngôn ngữ hết, nên các bạn yên tâm, không bao giờ có chuyện là không có tiếng Việt các bạn nhé. Đặc biệt Việt Nam mình là tiêu thụ điện thoại cũng quá là khủng khiếp, đứng top trên thế giới đấy các bạn ạ. Cho nên là chắc chắn các nhà sản xuất sẽ rất ưu tiên hàng Việt Nam. Đấy, zin đẹp luôn. Cái số 3 cũng giá 5.700.000 luôn. Tặng các bạn ốp lưng, cáp sạc và tai nghe các bạn nhé, và bảo hành 3 tháng. Đấy. Tiếp theo đến một tất cả đầy đủ chức năng các bạn nhé. Mình quên không test vân tay với cả nhận diện khuôn mặt cho các bạn, nhưng mà cả mống mắt nữa. Đầy đủ hết chức năng các bạn nhé. Những cái chức năng mà mình không nói đến thì mặc định nó là ok nhé. Tiếp theo đến một chiếc máy dòng A. Đấy, đang từ dòng cao cấp thì ta sẽ sang cái dòng trung bình. Đây, dòng A đây là Samsung A32. Đấy. Ngoại hình của nó là zin đẹp. Đấy, hàng zin đẹp. Đấy. Có ám siêu nhẹ. Nói chung là các cái hàng này thì chỉ có thợ nhìn thấy thôi, chứ còn khách lẻ sẽ không nhìn thấy vết ám. Đấy. Siêu siêu nhẹ, nói chung quay video mình không chỉ được ra cho các bạn. Đấy. Nói chung cái hàng này nó không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn cũng như là độ hiển thị của máy nhá. Đấy, Samsung A32 này. Đấy, đấy. Samsung A32 này. RAM của nó là
4G, bộ nhớ của nó là 64G, pin 5000, màn hình Super AMOLED, giọt nước. Máy thì thiết kế cam này rất là thời thượng, nói chung cam này đang là hot trend, khá là đẹp. Đấy, ngoại hình zin đẹp 98-99%. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 2.700.000 thôi các bạn nhé. Giá chỉ có 2.700.000. Đấy. Tiếp theo đến một cây iPhone 11. Hôm nay bên mình về một cây iPhone 11 màu đỏ, hàng cũng tương đối là chất. Phải nói là tương đối chất. Hàng ngoại hình có thể nói là hàng zin đẹp 98-99% luôn. Zin nguyên áp suất luôn các bạn nhé. Máy còn chưa ra màn luôn. Máy chưa ra màn, ốc đít còn chưa vặn. RAM của nó thì là pin của nó thì là 88% các bạn. Pin 88%. Và bên mình bán cho các bạn với một cái mức giá mà các bạn bỏ qua luôn XS Max. Đấy, đó là bên mình đang bán giá là 7.800.000 các bạn nhé. 7.800.000. Bản quốc tế Mỹ 64GB. Báo quốc tế trọn đời, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1. Cam kết zin nguyên bản. Đấy, các bạn mua về check mà họ bảo không zin hoặc mất áp suất, bách lại cho bên mình trả lại đủ 100% tiền. Giá chỉ có 7.700.000, máy màu đỏ A50, hàng trả bảo hành Việt Nam 2.800, RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 4000, màn hình 6.4, máy đẹp như một chiếc máy mới luôn, màn hình mới, vỏ mới, có mỗi cái ruột là cũ thôi, ruột của nó chính là cái main. Còn pin với cả chân sạc với cả tai nghe với cả các thứ đều là mới hết các bạn nhé. Nói chung có thể đóng các cái hàng này thành hàng mới được, chỉ cần có cái hộp thả vào thành hàng mới luôn các bạn nhé. Và cái hàng này thì rất là an toàn, 100% nó là hàng hãng, hàng chính hãng luôn các bạn nhé, không có chuyện vớ vẩn. Ra máy của nó thì 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có là 2.800.000, Samsung A50 bản Việt. Đó, ngoài ra thì đây cây iPhone 12 Pro Max 512GB, pin 100%. Đấy, giá chỉ có là 20 triệu và những chiếc đồng hồ. Đấy, những chiếc đồng hồ bên mình vẫn còn đủ số lượng cho cả thợ buôn cũng như là khách nẻ nhé. Nên các bạn yên tâm, và số lượng thì bên mình bao giá rẻ. Đấy, cho các bạn về có thể bán lên trên các cái trang mạng hoặc là TikTok, nhưng mà TikTok thì nó sẽ không cạnh tranh được giá, bởi vì ở đây nó sẽ cạnh tranh về chất lượng. Nếu các bạn nào xây dựng kênh, xây dựng thương hiệu thì nên nhập những cái hàng như thế này, thì về các bạn sẽ gọi là cạnh tranh về chất lượng thôi. Còn nếu mà cạnh tranh giá thì không cạnh tranh được các cái shop bên Trung Quốc họ sang họ bán đâu. Đó. Vậy là hôm nay bên mình đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh, thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Bên mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.